Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn ngày hôm nay đã trở lại kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì vừa qua thì do dịch bệnh Covid thì mình cũng không có đi làm được. Thì mình ở nhà thì mình cũng trồng được những cái cây rau củ quả rồi mình cũng chia sẻ một cái vườn mini cho các bạn cùng xem các bạn ha. Mời các bạn cùng theo chân mình. Chỗ này thì mình trồng được một chút xíu cây cải ngọt nha các bạn. Thì cái này nó cũng còn hơi nhỏ, thì vài bữa nữa thì có lẽ là cũng được ăn rồi các bạn ạ. Rồi xen kẽ ở trong đây thì hồi trước là đất mình nó có những cái cây ngò thơm này, ngò gai đó các bạn. Ở quê mình gọi là cây ngò gai. Đây nữa này, đây là cây su hào nha các bạn, nó còn nhỏ lắm, chưa có cái quả ở giữa. Su hào nó có một cái trái to to ở phía giữa nha các bạn. Thì cái này nó còn nhỏ, chưa có, thì mình cũng mới trồng được cỡ mười mấy ngày thôi. Dọc trên đây này, mình tuy rằng có một cái khu vườn rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng chia sẻ, mình cũng trồng tùm lum tùm la cho nó vui các bạn. Những ngày dịch thì cũng chả biết làm cái gì hết. Thì qua đây là những cái cây ngò thơm này, ngò này xào thịt bò. Cái này là gọi là cần tây, đúng không? Cần tây. Rồi cây bị con sen ăn quá trời các bạn ạ. Các bạn có cao kiến gì để cho những cái con sen, con sâu nó đừng ăn cái lá này không? Mình làm rau sạch, mình chả xịt thuốc gì cả các bạn. Đây là những cái búp cải cải ngọt này các bạn này. Cải ngọt này rất là thân thiện với cuộc sống của chúng ta hàng ngày luôn á. Hầu như là những cái món ăn hàng ngày luôn. Cứ 2-3 bữa là có một bữa ăn cải ngọt. Qua bên này còn có xà lách nữa này các bạn này. Nói chung là mình làm rau sạch thì mình cũng chả xịt cái gì hết, cho nên cái lá của nó không có được đẹp các bạn ạ. Với lại về trồng rau thì mình cũng chả có kinh nghiệm gì. Chẳng qua là những cái ngày mùa dịch thì mình trồng cho nó vui các bạn ạ. Với lại cuộc sống của mình cũng đỡ phải đi chợ, vì mùa dịch mà đi chợ nhiều thì cũng không tốt lắm các bạn ạ. Đây cải lùn này các bạn. Có nơi thì gọi đây là cải thìa này. Cũng rất là cũng được ý các bạn ha. Tại mình trồng mình cũng không có bỏ phân bỏ gì hết, mình chỉ vun lại. Thì trước đây cái vườn này là cái vườn của mình, là vườn tre các bạn ơi. Đây có bụi chuối này các bạn. Chuối này, chuối hột nhé. Nhà mình hay ăn cây chuối hột lắm các bạn. Thì trước đây thì đây là cái vườn tre. Hôm bữa là mình chặt, mình đốt hết rồi để mình trồng rau á các bạn. Đây là cây bí này các bạn này. Bí này mình cũng trồng được mười mấy ngày rồi. Mười mấy 20 ngày đó các bạn. Đây là gốc cây tre. Đây mình cũng đánh lên một cái luống mình trồng cây cà mà nó cũng chưa có mọc lên các bạn ạ. Vườn mình thì toàn gốc tre không à. Mình mai mốt là mình phá hết cái khu này đi để mình trồng rau lên cho nó vui các bạn ơi. Để nó có ăn, có đỡ phải đi chợ. Qua cái này mình cũng còn trồng cây bầu nữa này các bạn này. Mình có trồng ở chỗ này là hai cây bầu luôn. Rồi cây mướp này, hai cây mướp nhé các bạn. Chỗ này mình có trồng cái cây dưa leo nhé các bạn. Thì mới trồng được có cỡ 10 ngày thôi. Thì nó bữa nay nó có ra mấy cái dây tơ nhỏ nhỏ này rồi nè. Để chuẩn bị leo chút xíu nó mình sẽ cắm cái giàn để cho nó leo lên. Đó, mình trồng được 10 cây. 10 cây lên giàn thì chắc có lẽ cũng có được trái để ăn đó các bạn. Dưa leo. Bên này là cây rau đay này các bạn này. Mình cũng trồng mấy cây rau đay, nó cũng chưa có lớn lắm, nhưng mà hái lá nó ăn được các bạn. Rau đay này thì người miền Bắc là họ hay ăn nhiều này. Mình cũng là người Bắc cho nên mình cũng thích, rất là thích ăn cái rau đay này. Thì nấu với lại cua này, rồi mướp hương này,
nấu lên thành một nồi canh rau đay rất là hấp dẫn đấy các bạn. Nếu mà các bạn là người Bắc thì chắc có lẽ là rất là thân thuộc với những cái món rau đay này ha các bạn ha. Lúa nhà nhỏ này thì mình bữa là mình có gieo cái hạt cải cúc đó các bạn. Thì hình như là mình có thấy cái lá của nó rồi này. Hình như đây là cái lá cải cúc này. Đó, cải cúc đó các bạn. Đó, mình gieo vô đây này, mới gieo được khoảng 4 ngày. Thì mình cũng có 4, 5, 6 ngày gì rồi đó. Cũng chắc cũng có lẽ là một tuần rồi, mình cũng không nhớ lắm. Vài bữa nó lên thì cũng đủ rau ăn đó các bạn. Vườn rau mini của mình đấy các bạn. Đó, vườn rau của mình đó. À, bây giờ mình sẽ dùng con dao này mình đi chặt cây tre các bạn, để làm dàn cho cây dàn cho cái cây dưa leo của mình nhé các bạn. Ở đây mình còn sót lại một cái bụi tre. Ê, đây cây như này là mình có thể mình làm được cái dàn này các bạn này. Sẽ róc đi. Chung là làm dàn thì mình cũng còn được cái bụi tre này để mình tận dụng, chứ không là mình phải đi lên rừng thì cách đây khoảng 3 km, thì lên trên đó bây giờ thì rừng cũng tàn phá hết rồi, kiếm tre cũng rất là khó luôn. Nên có cái gì thì làm cái đó, mặc dù tre nhà nó cũng không có được đẹp lắm nhưng mà cũng có thể làm dàn được đó các bạn. Cũng rất là thẳng luôn. Cây này thì nó hơi cong nhưng mà cũng có thể làm được các bạn. Sau khi mình tiến hành mình chặt được một đống tre thì bây giờ mình tiến hành mình cắm dàn các bạn ha. Đây mình được một bó tre đây luôn rồi này. Tha hồ mà cắm rồi các bạn. Tre nhà luôn, khỏi phải lên rừng lấy. Thích. Rồi mình để qua đây, chuẩn bị cắm. Đây là thành quả nãy giờ mình chặt đó các bạn. Được một bó tre, cũng hơi cong chút xíu thôi nhưng mà lên dàn thì cũng được các bạn. Cây dưa leo mình chuẩn bị tiến hành mình cắm dàn lên này các bạn này. Ở bên phía bên cạnh cái luống dưa leo của mình thì nó là cây rau muống, hôm bữa mình cũng mới gieo lên, nó cũng lên được lá cũng lưa thưa rồi các bạn này. Vài bữa nữa thì cũng có rau muống để mà ăn luôn các bạn. Rồi bên phía bên này thì mình có trồng cái cây dâu tây các bạn. Thì cái lá nó mình cũng mới trồng được có 2 ngày thôi, thì cái lá nó cũng chưa có mọc tốt lắm đâu, vài bữa nữa. Nhưng mà cái dòng dâu tây này thì nó cũng rất là dễ sống, nó giống như là cái cây rau lang các bạn. Thì nó bén rễ ra là nó có thể là nó rất là mạnh. Mình chỉ cần cho nó thêm phân vi sinh và phân chuồng thì nó sẽ ra những cái trái dâu rất là ngon và đẹp, đỏ tươi luôn các bạn. Các bạn có biết dâu tây không? Đây là cái phía sau nhà mình thì cũng có nuôi gà các bạn ạ. Đây là cái vườn của nhà bên cạnh nhé các bạn. Cũng có một cái vườn đậu đen này. Đậu đen ra trái rất là nhiều luôn này các bạn này. Đây có những cây cau nữa này. Cau hiện tại giờ là có giá, vô cùng có giá luôn. 80.000 một ký cau. Ai mà có một vườn cau là kiếm vài chục triệu, vài trăm triệu. Quá đà các bạn ạ. Cau, dừa, miền quê là như vậy đó các bạn ạ.
giờ mình sẽ tiến hành cắm những cái cây tre này lên các bạn ha. Rồi, mình cắm. Đây. Cắm chéo qua chéo lại này, tí nữa mình sẽ để cây ở giữa đây là nó đẹp. Mặc dù tre của mình nó không có thẳng lắm nhưng cũng phải tận dụng kỹ thuật để mình làm cái dàn cho nó mình cũng phải tương đối. Tại vì mình không phải là dân chuyên nghiệp các bạn. Mình vốn dĩ là không phải là dân trồng rau. Nhưng mà mình cũng chịu khó học hỏi. Cứ một cây là mình sẽ cắm cho nó một cây tre này. Và thực sự thì những ngày dịch này qua ở nhà rất là buồn, sáng uống cà phê, chưa uống cà phê, chiều uống cà phê. Mình bên này ra một cái ý tưởng, mình lại sẽ làm một cái vườn rau mini. Mình sẽ dùng cái dây kẽm này với cái kìm này sẽ cột thành cái dàn. Tại vì mình thì không có dây lạt. Hồi xưa thì mình thấy những người lớn tuổi trước đây họ hay lấy cái dây lạt, lấy cái tre họ chẻ ra dây lạt họ cột. Nhưng mà bây giờ mình không biết làm như cái lạt các bạn ạ. Mình nhớ dây kẽm. Và cột cái này thì cũng dễ thôi các bạn ạ. Thì cột qua cột lại thôi, kẽm mà. Cột sao cho nó vững cái dàn này là được. Đây là thành quả của mình đan một lúc cũng khá lâu, thì bây giờ nó cũng thành một cái dàn rồi các bạn ạ. Thì tuy rằng không chuyên nghiệp nhưng mà mình cũng làm lên được một cái dàn dưa leo rất là đẹp. Đẹp đối với mình thôi, còn đối với các bạn chuyên nghiệp thì chắc có lẽ là cũng bình thường thôi các bạn ha. Vào những cái ngày dịch như thế này thì nếu mà nhà ai mà có một cái miếng đất nhỏ như nhà mình này thì làm một cái khu vườn như thế này để mình an sinh xã hội, và mình có một chút rau quả để mình ăn uống trong những cái ngày dịch, và mình cũng đỡ đi chợ, cũng là một cái điều mà rất là thú vị các bạn ha. Mình xới nó lên các bạn, xới nó lên thì cứ 2-3 ngày thì mình lại xới nó lên. Nếu mình có phân thì mình lại rải phân lên. Mình cũng làm cỏ cho nó khỏi có những cái cây cỏ nó đừng có mọc lên nha các bạn ha. Như vậy là clip chia sẻ vườn rau mini của mình ngày hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi. Bây giờ thì nó cũng đã có cái trận mưa nhỏ rồi. Thì mấy ngày hôm nay nghe bão thì chắc có lẽ là nó sẽ mưa dài. Cảm ơn các bạn đã dành rất là nhiều thời gian để xem clip của mình nha. Và bây giờ thì xin chúc cả nhà thân yêu một ngày nghỉ ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và những người yêu thương.
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé. Nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh cho mình ha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye.